Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tiến Sự về quê hỗ trợ cho bạn Dũng tại xã Nhân Hậu, Lý Nhân. Bạn có đang có hai cái phôi xanh lá nhỏ đấy các bạn. Sẽ xử lý cho bạn hai cái phôi này. Bạn Dũng thì chuyên phục vụ phông dạt đám cưới ở tại chợ bến Nhân Hậu. Nhân Hậu. Đây chợ ở phía trên này các bạn. Đây có 1 này, 2 này. Đấy. Nó hơi cận đường. Đây. Bây giờ cái này làm ở chỗ giữa này sẽ là ngọn chủ này. Vâng. Ở đây nó sẽ là một ấy này. Thì mình cái này mình sẽ lấy một cái ngọn về đằng này này. Vâng. Sau bắt đầu nó sẽ ra một cái tay về đằng này. Rồi mình sẽ dựng một cái ngọn ở đây. Thì cái điểm này sẽ cắt là khoảng ở khu vực này. Hiểu không? Vâng. Tức là cả hai bên nó phải thấp hơn ở giữa này. Vâng vâng. Thì đây nó sẽ có một cái phụ ra đây này. Và đây nó sẽ lên một ngọn và đây nó sẽ cất ra tay phía này để cho nó 3D này. Đó, thì chỗ này là mình sẽ cắt đi này. Mình không sẽ lấy lên đây được. Thì mình sẽ bỏ đây này. Đấy là cái đợi điểm này nó bỏ này. Đó, chỗ này nó đầy mắt mà. Đấy mình sẽ lấy. Bao hả? Cái này bao kì. Tức là cái mảng này bỏ đi. Bỏ đi rồi cắt đây xong bóc luôn cái này ra. Ừ. Bây giờ bắt được xong cái này mình lại tính sang ngọn giữa. Đó, cái này thì phải bỏ rồi này. Hiểu không? Cái này bỏ này. Thế còn cái này mình cắt và sang bên kia mình lọc. Mình lọc cái ngọn về đằng kia để cho nó 3D. Còn đây mình có cái này để mình diễn. Đấy, bắt đầu là mình sẽ tính sang bên này. Cái này nó là cái rễ này, đúng không? Cái này là cái rễ thì bỏ rồi này. Rễ là không có mầm này. Đấy. Bỏ đi cho nó bôn. Rễ này. Nó cười rễ ra. Được, thôi được rồi, thế được rồi. Cái này cũng rễ này. Dễ này. Đó. Thì mình sẽ lấy cái mầm ở cái khu cái này đây. Thì cái mầm nó sẽ nằm trong hai khu, hai mầm này. Đó. Trong hai cái mầm đó. Thì mình sẽ cắt đến tầm, nhưng mà chắc tầm mầm này thôi. Được. Không có cao quá nó không đẹp. Cắt đi xong bắt đầu mới lại lọc. Lọc nhỏ đầu đi. Trước mắt là mình cắt đến đây nhá. Đây là, đây nó ngọn chủ này. Thì thằng này nó cao hơn thằng này này. Tiếp đến thì thằng này. Thằng này bây giờ thì sẽ xử lý như thế này để cho nó mở cách ra. Mở cách ra. Đây mình sẽ móc cái hầu để cho nó có cái độ chạy. Thì cái ngọn này nó sẽ ăn ở cái tầm, ăn ở khu vực này. Mâm đây này. Hoặc là khu vực này. Tùy theo để tí nó móc cái này mới biết được. Nhưng mà nó sẽ khoảng ở khu vực này hoặc khu vực này. Ở chỗ này móc đi thì nó sẽ có cái đường điểm gù à. Chưa? Cái này dễ này. Đó, nó phải bóc dần dần. Cái cơ bản là những cái nát chính đấy. Còn sẽ bóc dần dần. Trực tiếp đấy. Ừ, tối bác vào YouTube.
Đây là đang quay đây. Vâng. Thế lúc nào là được xem cái đám này hoàn thiện này? Quý vị các bạn đã theo dõi một tác phẩm mà sau này có thể là được gọi là Phúc Lộc Thọ, được chế tác phôi các bạn cho bạn Dũng tại Hòa Hậu Lý Nhân, Hà Nam. Hai cây. Cây này cũng có nét đẹp không? Ở bên này
Cái này sau chúng ta xây dựng một cái cành phóng ra đây, xong bắt đầu dựng một cái ngọn phụ lên đây để cho nó bắt nhập vào với lại cái ngọn chủ này các bạn. Ở đây chúng ta sẽ mở ra đây. Cái này thì bệ kém hơn nhưng mà nó cũng có nét nghệ thuật các bạn. Cái bên này thì bệ khỏe hơn. Ba thân phúc lộc thọ. Bạn Dũng chuyên bật quá điện lên cái cho nào. Chuyên phông bạt, loa đài, tổ chức sự kiện. Thực sự xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay ở bên đường nên nó hơi cận. Có dịp thì Tiến Sự sẽ định hình khi nó ra mầm. Đúng, đứng vào. Lên sóng đi. Không tuổi gì đâu. Chủ nhà lên rồi thẹn. Ở đây là chợ bến Hòa Hậu Lý Nhân. Khu vực này là toàn đại gia đấy. Đấy. Cho xe đi. Thank you.